Những chàng trai đã từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc quốc tế thập niên 80-90 của thế kỷ trước, New Kids on the Block và Backstreet Boys sẽ cùng tái xuất trong một tour lưu diễn mùa hè dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2011. New Kids on the Block được thành lập năm 1984. Ban nhạc gồm 5 thành viên này đã từng giành được thành công vang dội vào cuối thập niên 80 với những ca khúc nổi tiếng như You Got It và Hanging Touch. New Kids on the Block đã bán được 70 triệu album trên toàn thế giới, thu về hàng trăm triệu đô la lợi nhuận và đã tạo cú hích quan trọng dẫn đến một trào lưu boy band cho đông đảo các ban nhạc khác mà tiêu biểu là Backstreet Boys. Các thành viên của hai ban nhạc lừng danh thế giới một thời này đang tỏ ra rất hứng thú với dự án âm nhạc chung đang được trông đợi. Chúng tôi biết các fan ưa chuộng gì và chúng tôi hy vọng có thể làm cho họ ngạc nhiên với nhiều thứ mà hẳn là họ sẽ thích. Tour lưu diễn khởi sự vào đúng thời điểm người hâm mộ đang đổ xô tập trung chú ý vào những ngôi sao pop mới nổi như Justin Bieber và Rihanna. Tuy nhiên, 9 thành viên kỳ cựu của cả hai ban nhạc đều tỏ ra tự tin với dự án này. Tôi nghĩ với tất cả những kinh nghiệm mà chúng tôi đã có, cũng như vị trí vững chắc mà chúng tôi đã xác lập được trong ngành công nghiệp âm nhạc, tất cả 9 thành viên đều có chỗ đứng độc lập. Chúng tôi không hề lo lắng. Chúng tôi đang tập trung vào việc làm sao để mọi thứ được tốt hơn, làm sao để có thể đạt được mục tiêu cao hơn cho chính mình. Và nếu chúng tôi nỗ lực hết mình với dự án này, tôi nghĩ là công trình chung này sẽ tuyệt vời, sẽ thành công. Backstreet Boys là một ban nhạc Mỹ từng được đề cử giải Grammy và xếp thứ 12 trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nổi tiếng là ban nhạc nam bán được nhiều album nhất thế giới với 130 triệu đĩa và kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ năm 1997 cho đến năm 2005. Tour diễn dự kiến sẽ ra mắt công chúng yêu nhạc thế giới tại Toronto, Canada vào tháng 6 năm 2011. Điểm dừng chân tiếp theo là New York, Chicago và Los Angeles. It's true.